Chuyện đạo chuyện đời ngày thứ sáu mùng 4 tháng 12 năm 2020, Thánh Vinh Sơn Đỗ Yến Linh Mục, Thánh Philippe Phan Văn Minh. Mẹ ơi, tâm hồn con đầy sao xuyến mỗi khi chiều rơi, tim con rung động vì sự cô đơn, tim con nát tan vì sự lạnh lùng và cô liêu. Mẹ ơi, tâm hồn con đầy xa đắm, muôn lớp tội giăng kín tâm hồn, xin mẹ thương thương con nhiều. Đạo chuyện đời ngày thứ sáu mùng 4 tháng 12 năm 2020, Thánh Vinh Sơn Đỗ Yến Linh Mục, Thánh Philippe Phan Văn Minh. Linh Mục Thánh Vinh Sơn Đỗ Yến. Thời Chúa Giêsu, Thượng Đế Caipha đề nghị một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt. Gioan chương 11 câu 50. Thánh Vinh Sơn Đỗ Yến cũng vì muốn cứu con trên mình khỏi bị tàn sát trong thời kỳ vua Minh Mạng cấm đạo, cho nên bị bắt và chịu chết. Hai cái chết tuy khác nhau nhưng chung quy cũng vì tình yêu. Chúa Giêsu vì yêu thương đã hiến mình hy sinh chịu chết trên khổ giá để chuộc tội mọi người, để đem hạnh phúc muôn đời cho nhân loại. Thánh Vinh Sơn Yến sẵn lòng chịu khổ hình, chịu trảm quyết vì thương con chiên, cho đoàn chiên được sống an lành. Vinh Sơn Đỗ Yến sinh năm 1764 tại làng Trà Lũ, xứ Phú Nhai, tỉnh Nam Định. Ngay từ niên thiếu, cậu đã được Chúa gọi dâng mình cho Chúa. Cậu xin gia nhập chủng viện để tu luyện, và sau khi mãn các khóa triết và thần học, thầy Vinh Sơn Đỗ Yến được đức cha Đề Gan Đô Y phong chức linh mục năm 1798. Người ta tưởng cuộc đời tông đồ của Ngài kết thúc ngắn ngủi vì Ngài đã bị bắt trong cơn cấm đạo cuối thời cảnh thịnh, nhưng đã được các tín hữu dùng tiền chuộc lại. Với lòng nhiệt thành sẵn có, vị tân linh mục bắt đầu lăn xả vào cánh đồng truyền giáo, bất chấp thử thách, bách hại và sẵn sàng hy sinh chịu khó để cứu giúp các linh hồn. Và để cho việc tông đồ mục vụ được kết quả hơn, năm 1807, cha xin gia nhập dòng Thánh Đa Minh. Đời tu dòng giúp cha kết hợp mật thiết hơn với tình yêu Chúa. Để nhờ lời cầu nguyện và giảng dạy của cha, người tín hữu tăng thêm lòng đạo đức, người ngoại giáo nhìn biết tin kính Chúa. Dưới thời vua Minh Mạng cấm đạo, nhà vua truyền các quan phải bắt đạo triệt để. Nhiều giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân bị bắt và bị giết vì đạo. Nhiều thánh đường, chủng viện, nhà chung bị tàn phá. Cha Yến đang đảm trách giáo xứ Kẻ Sạch. Cha rất đau lòng chứng kiến cảnh con trên mình bị cưỡng bách hạ ngôi thánh đường do công sức vất vả, tiền của đóng góp của biết bao nhiêu người dân để xây dựng. Cũng vì thương đàn chiên mà cha vẫn ở lại trong giáo xứ, nay ẩn nhà này, mai lánh sang nhà khác,
để nâng đỡ khuyến khích các giáo hữu trung thành, bền đỗ trong đức tin và ban các bí tích cho họ. Mặc dầu cha làm các việc đó hết sức kín đáo dè dặt, nhưng cũng vẫn bị lộ. Quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh hay tin cha còn ẩn lánh trong giáo xứ kẻ sạch, thì sai quân lính đến bao vây, dọa là sẽ tàn phá bình địa cả xứ đạo và giết hết các tín hữu. Cha Vinh Sơn sợ ở lại thì làm khổ cho con chiên, nên đành phải âm thầm ra đi, mang theo cả một nỗi niềm đau xót của người chủ chiên. Trước kia, vì thương đoàn chiên mà lén lút chịu cực chịu khổ ở lại lo lắng cho họ. Nay cũng vì thương đàn chiên mà phải đau lòng cất bước lên đường để họ khỏi bị tàn sát giết hại. Thật là tấm lòng cao cả của người mục tử nhân lành, hình ảnh sống động của người mục tử tối cao, Đức Giêsu, đấng quyền năng và giàu lòng thương xót. Cha Yến buồn bã đi lang thang rày đây mai đó, sau cùng thì nhất định đến họ Đạo Lực Điền. Dọc đường cha gặp ông Cai Phan. Ông này nghe thấy hoàn cảnh đau xót của cha thì giả bộ thông cảm và thương xót, mời cha về tạm nghỉ ở nhà của ông. Đến khi về nhà rồi, ông ta trở mặt, bắt trói cha lại, định giải về Hải Dương để được trọng thưởng. Giáo xứ hay họ Kẻ Sặt và Lực Điền hay tin thì vội vã đem tiền bạc của cải đến chuộc. Nhưng Cai Phan chê ít không cho chuộc. Ông ta hy vọng sẽ được vua quan tặng thưởng nhiều hơn. Đúng là lòng tham của con người không có giới hạn. Cha Vinh Sơn phải hết lời khuyên can mới ngăn được giáo hữu hay họ khỏi dùng vũ lực để giải thoát ngài. Thế là ông Cai Phan đem nộp cha cho quan Hải Dương. Quan này có lòng nhân hậu, không muốn giết người hiền lành đạo đức, nên đề nghị cha cứ tự nhận lương y để thả cha về. Nhưng cha từ chối cách khéo léo và nói: "Tôi hết lòng cảm ơn quan đã thương muốn cứu cho tôi sống, nhưng tôi không phải là thầy thuốc mà là thầy cả, là linh mục chuyên lo giảng đạo Chúa. Tôi phải nói thật, không thể nào nói dối được." Quan thấy cha công minh chính trực và hết lòng vì đạo như thế thì càng muốn cứu sống cha hơn. Quan cho vẽ một vòng tròn chung quanh cha rồi bảo: "Ông hãy bước qua cái vòng tròn đó đi. Bước qua vòng tròn thôi mà, coi như là ông bước qua thập giá và tôi sẽ thả ông ra." Một lần nữa, cha Vinh Sơn Yến cương quyết từ chối và mạnh mẽ tuyên xưng đức tin vào Chúa Kitô. Quan thấy không có cách nào lay chuyển được lòng tin bất khuất của cha già, thì dâng sớ trình lên vua. Nhưng vì không muốn đích thân xử án người vô tội, quan xin phép triều đình cho giải cha về nguyên quán là tỉnh Nam Định. Vua Minh Mạng không chấp nhận và kết án tử hình cha. Nội dung bản án: Đỗ Yến là người bản quốc, đạo trưởng Gia Tô, bị bắt mà vẫn không chịu bỏ đạo, thật là người ngu muội, cố tình không theo đường phải. Vậy chẳng quyết ngay giải về Nam Định làm gì? Vào ngày 30 tháng 6 năm 1838, quan cho quân lính điệu cha ra pháp trường gần tỉnh Hải Dương. Gương mặt hiền từ của vị linh mục lão thành đáng kính, với dáng điệu thanh cao, khiến nhiều người xúc động. Đến nơi, cha quỳ gối cầu nguyện một lúc, rồi lý hình thi hành phận sự. Sau một nhát gươm,
đầu vị anh hùng đức tin đã rơi xuống. Quan tặng một tấm vải để tẩm liệm và truyền khâu đầu vị từ đạo vào cổ, rồi cho phép tín hữu họ Bình Lao đưa về an táng. 8 tháng sau, tín hữu cải táng về nhà thờ Thọ Ninh. Khi cải táng, người ta thấy thi hài cha Vinh Sơn còn nguyên vẹn, tươi như mới ly trần, dù là đã 8 tháng rồi. Ông Trưởng Dòng, một người ngoại giáo được chứng kiến tận mắt, đã nói: thật là người sống khôn, chết thiêng. Đã 8 tháng mà không tiêu hao chút nào, không hôi tanh mà lại còn thoảng mùi thơm tho nữa. Anh hùng từ đạo Vinh Sơn Đỗ Yến, linh mục dòng Đa Minh, được Đức Giáo Hoàng Liêu thứ 13 suy tôn chân phước ngày 27 tháng 5 năm 1900 và ngày 19 tháng 6 năm 1988. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã suy tôn cha Vinh Sơn Đỗ Yến lên hiển thánh. Thưa anh chị em và các bạn, đọc qua cuộc đời của cha Vinh Sơn Đỗ Yến, chính bản thân tôi, một linh mục, thấy mình hèn kém, còn xa các bậc anh hùng từ đạo, các thánh anh hùng từ đạo của Việt Nam. Một linh mục dám sống chết với đoàn chiên, vì thương đoàn chiên mà ở lại lén lút để chăm sóc đoàn chiên, dù biết rằng mình bị đe dọa. Và cũng vì thương đàn chiên mà phải bỏ, vì nếu ở lại thì họ sẽ tàn sát cả đàn chiên. Đúng là một người mục tử ngửi được mùi chiên. Như Đức Thánh Cha Francisco nói, người mục tử ấy phải ở giữa đoàn chiên đôi khi, đôi khi phải ở đi đầu đoàn chiên để đứng mũi chịu sào, và có khi phải đi cuối đoàn chiên để bảo vệ, che chở, và ở giữa đoàn chiên để ngửi được mùi chiên, không bỏ rơi đoàn chiên mà chăm sóc đặc biệt những con chiên nghèo, khổ, ốm đau, bệnh tật, yếu đuối, tội lỗi, chứ không phải chỉ tìm những con chiên béo, tốt, xinh, đẹp, giàu có, sang trọng, quý phái, quý tộc, đại gia, thiếu gia, nhà cao, cửa rộng, tiền đô mà chăm sóc, mà quan tâm. Hết lễ cưới đến lễ giỗ, lễ an táng lúc nào cũng có mặt, thậm chí còn nhiều cha đến nữa để chăm sóc những con chiên giàu có đó, sang trọng đó. Còn những con chiên mà nghèo hèn, những con chiên tội lỗi, thậm chí những con chiên mà nó bỏ đạo, rối đạo, nó muốn quay trở về cũng không có tạo cơ hội, tạo điều kiện thuận lợi cho họ quay trở về. Những con chiên nó muốn học đạo để nó theo đạo cũng bao nhiêu trở ngại, thủ tục giấy tờ rất là phức tạp và khó khăn. Tôi thấy chính bản thân mình, không dám nói ai, nhưng mà chính bản thân mình là một linh mục có được máu truyền giáo như thánh từ đạo Đỗ Yến hay không, có dám sống chết với đoàn chiên như người mục tử Đỗ Yến theo gương mục tử tối cao là Đức Giêsu hay không. Linh mục từ đạo thánh Philippe Phan Văn Minh, bên bờ sông Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Trước khi đến nơi hành hình, người ta có thói quen dọn cho các tử tội một bữa ăn ngon. Nhưng linh mục Philippe Phan Văn Minh từ chối, chẳng phải là lo sợ nuốt không nổi, vì trên đường ra pháp trường, ngài đã luôn hiên ngang tươi cười đó sao? Nhưng vì chỉ còn ít phút nữa để hoàn thành sứ mạng nơi trần thế, ít phút nhưng không phải là quãng thời gian tầm thường, mà là cao điểm của kiếp nhân sinh. Để sống trọn vẹn vài phút đó, cha Philippe Minh quỳ xuống, ngửa mặt lên trời, âm thầm cầu nguyện. Rồi cha ngắn gọn nói với Ly Hình: đã xong rồi. Để cứu rỗi loài người, Chúa Giêsu đã nộp mình chịu chết đau khổ trên thánh giá. Noi gương Chúa, cha Philippe Minh cũng nộp mình chịu bắt bớ, tù ngục, giết chết
vì muốn cứu gia đình ông Trùm Liệu khỏi tai họa. Dưới thời vua Tự Đức cấm đạo, cha Minh đang ẩn náu trong nhà ông Trùm Liệu ở Mạc Bắc. Quan quân đến bao vây lục soát vì có người tố cáo ông chứa chấp đạo trưởng, tức là linh mục. Thế họ tra khảo ông Trùm dữ dội và hăm dọa tịch thu tài sản, bắt bớ giết hại người trong nhà. Cha ra trình diện nhận mình là linh mục để cứu gia đình ông thoát nạn. Thật đúng là mục tử nhân lành, hiến mạng sống vì đoàn chiên. Philippe Phan Văn Minh sinh năm 1815 trong một gia đình đạo đức tại họ đạo Cái Mơn thuộc huyện Mỏ Cày, tỉnh Vĩnh Long, nay thuộc huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Cậu là con út trong số 14 người con. Anh em đông, chú lại cất cha mẹ về sớm, cho nên cậu phải đi nhờ người chị đùm bọc, nuôi dưỡng dạy dỗ. Dù vậy, cậu cũng được học giáo lý đầy đủ để rước lễ lần đầu và lãnh bí tích thêm sức năm 13 tuổi. Chính Đức Cha Từ đã ban phép thêm sức cho cậu. Dịp này, cậu xin Đức Cha cho cậu theo ngài và ngỏ ý muốn dâng mình cho Chúa. Thấy cậu mình thông minh hiền hậu, Đức Cha thương đem về dạy dỗ huấn luyện rồi cho tu học tại chủng viện Lái Thiêu. Đưa vào chủng viện, cậu Minh hết sức vui mừng tạ ơn Chúa. Và để tỏ lòng biết ơn, cậu cố gắng học hành, luyện tập nhân đức. Nhưng chẳng được bao lâu, vua Minh Mạng ra sắc chỉ cấm đạo, chủng viện phải đóng cửa, các cha và chủng sinh phải tìm nơi ẩn náu. Dịp may lúc đó, Đức Cha Từ gửi được thầy Minh đến chủng viện Penang ở Malaysia, tiếp tục học hành tu luyện. Thầy có vinh dự được Đức Cha Từ gọi qua Calcutta, Ấn Độ để hợp tác với ngài soạn bộ từ điển Latin Việt Nam. Năm 1838, khi Đức Cha qua đời, thầy Minh lại trở về Penang tiếp tục học thần học. Và sau khi học xong thần học, thầy trở về nước, được Đức Cha Xuê Nô Thể truyền chức năm 1840 tại gia hiệu. Cha Minh được giúp các họ đạo từ Nam Vang cho đến Mạc Bắc. Hơn 6 năm trời, từ năm 1846 đến năm 1852, cha đã đi khắp các họ đạo đầu nước ở Cù Lao Riêng, Xoài Mút, Chợ Rưng, Ba Dòng, Cái Nhung, Cái Mơn, Bãi San, Dòng Rùng, Thôn Rôn, Rạch Rập, Trà Và, Cái Đôi, Mạc Bắc. Đến đâu cha cũng lo ngồi tòa giải tội, dạy giáo lý, dâng thánh lễ cho giáo hữu tham dự rồi lại tiếp tục đi đến nơi khác. Vua Minh Mạng băng hà, vua Thiệu Trị vừa lên ngôi thay thế, việc bắt đạo có phần bớt gắt gao. Nhờ đó cha Minh đi được nhiều nơi thăm viếng ủy lạo, dạy đạo và ban các bí tích cho giáo dân. Cánh đồng truyền giáo của cha thật rộng rãi mênh mông. Cha phải di chuyển luôn mới có thể đáp ứng nhu cầu mục vụ cho các họ đạo. Nhiều ngày cha phải lặn lội dầm mưa dãi nắng rất cực khổ. Sau chiếu chỉ tháng 8 năm 1848, nhất là chiếu chỉ tháng 3 năm 1851, việc bắt đạo trở lại gắt gao. Vua Tự Đức ra lệnh chém đầu bỏ trôi sông các linh mục ngoại quốc và xử tử các giáo sĩ bản quốc, phát lưu những người theo gia tô tả đạo. Vua còn ghi rõ các quan phải triệt để thi hành. Dù vậy, cha Minh vẫn can đảm hy sinh, đi lại lo cho giáo dân. Lúc đó, cha Phêrô Liệu đang làm tránh sở họ Mạc Bắc, thì có lệnh bề trên thuyên chuyển đi nơi khác. Cha Minh đến thay thế và cư ngụ tại nhà ông Trùm Liệu. Khi
Khi ấy có một người tên là Bếp Nhẫn say mê cờ bạc rượu chè. Anh ta không biết cha Liệu đã đổi đi nên tố cáo quan đến bắt cha tại nhà ông trùm để lãnh tiền thưởng mà ăn chơi. Quan liền sai quân lính đến bao vây lục soát nhà ông trùm. Thế ông bị cha Khảo hăm dọa dữ dội. Cha Minh sợ vì mình mà gia đình ông phải khổ nên ra trình diện mà nhận là linh mục. Thế là cha bị bắt dẫn về giam tại tỉnh Vĩnh Long ngày 26 tháng 2 năm 1853. Trong thời gian hơn 4 tháng giam giữ ở đây, nhiều lần cha bị tra tấn đòn vọt, buộc phải bước qua thánh giá, chối Chúa bỏ đạo. Nhưng cha luôn cương quyết trung thành với Chúa. Thấy cha còn trẻ, mới có 38 tuổi, lại hiền lành học thức, các quan muốn tìm cách cứu cha. Họ không bắt cha bước qua thập giá nữa, chỉ cần cha nói miệng là đã bỏ đạo thì là tha ngay. Chỉ cần nói thôi đi về. Nhưng cha Minh một mực từ chối đề nghị này. Không thể làm gì hơn quan kết án tử hình. Được tin, cha quỳ gối tạ ơn Chúa và nói với anh em: xin anh em vững lòng tin và hết dạ cậy trông Chúa, Ngài chẳng từ bỏ ai và sẽ thưởng công bội hậu cho những ai tận tâm tôn thờ Ngài. Và ngày 3 tháng 7 năm 1853, cha đã chịu chém đầu, chịu chết vì Chúa tại pháp trường Đình Khao gần Vĩnh Long. Thi thể cha được an táng dưới nền một ngôi nhà thờ mới bị đốt ở Cái Mơn. Năm 1960, di cốt của cha được đưa về Vương cung Thánh đường Sài Gòn trong dịp lễ cung hiến. Ngày 27 tháng 5 1900, Đức Thánh Cha Liêu thứ 13 phong chân phước cho cha. Và ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã suy tôn cha Minh lên hiển thánh. Thưa anh chị em và các bạn, câu chuyện của cha Minh cũng lại cho ta thấy một người mục tử sẵn sàng chết vì đàn chiên. Không bắt chiên hy sinh cho mình, không bắt chiên phục vụ mình, không lợi dụng chiên, nhưng hy sinh vì chiên và nếu cần chết để chiên được sống. Gương của những linh mục, của những thánh tử đạo nhắc nhở bản thân tôi khi đọc lại cho anh chị em nghe câu chuyện của hai cha thánh, Thánh Yến và Thánh Minh. Tôi thấy được một cái điều, đó là dù là cha già hay là cha trẻ, nhưng điều quan trọng nhất đó là cái tấm lòng của mình có thực sự là tấm lòng của người mục tử theo gương người mục tử nhân lành là Chúa Giêsu đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót hay không. Nếu người mục tử có lòng thương xót đàn chiên thì dám sống chết vì đàn chiên, hy sinh vì đàn chiên. Nếu không có lòng thương xót thì chỉ lợi dụng đàn chiên để thỏa mãn nhu cầu của mình, nhất là kiếm những chiên giàu, chiên sang, chiên có tiền, có quyền để mình phục vụ họ, để họ gửi lại mình những bổng lộc hậu hĩnh. Và vô tình ta đã để cho họ lèo lái mình. Bởi đó, những người có nhiều tiền, có nhiều của mà không có lòng thương xót thì họ cũng chỉ lợi dụng các mục tử để lấy danh, để mượn danh. Còn mình thì nói rằng là mình lợi dụng những người giàu để họ đóng góp lấy tiền mà mình lấy tiền đó cho người nghèo. Thưa anh chị em và các bạn, theo tôi nghĩ lối suy luận như thế đôi phần là ngụy biện và dễ là một cái thứ biện luận cho mình thôi. Cái phương tiện đó, phương tiện không tốt đó không thể nói rằng phục vụ cho mục đích tốt được. Mục đích không biện minh cho phương tiện. Cho nên những người
những con chiên có điều kiện, có tiền, có phương tiện vật chất, thì mình phải giáo dục họ, nhắc nhở họ rằng bổn phận của họ là phải chia sẻ cho người khác. Chứ không phải là họ muốn chia thì chia, không chia thì thôi. Đó là trách nhiệm, là bổn phận, là người quản lý thôi. Chú mới là chủ. Chú giao cho mình giữ cái đó để phân phối cho kẻ ăn người ở trong nhà. Và chú sẽ về sẽ tính sổ với người quản lý đó, có trung tín hay là đánh đập tớ trai tớ gái là chết chắc luôn. Có trung tín để mà trung thành cho những việc nhỏ chăm sóc kẻ ăn người ở hay không, hay là lại chè chén say sưa rồi đánh đập tớ trai tớ gái, rồi lợi dụng quyền hành chức tước địa vị tiền bạc của mình mà lèo lái hết tất cả, lèo lái luôn cả những người mục tử. Đáng lẽ người mục tử phải là người chăm sóc, lèo lái hướng dẫn họ, nhưng họ lại dùng đồng tiền để lèo lái ngược lại những người mục tử không đủ bản lãnh, hoặc là ta nghĩ rằng mình lợi dụng họ để giúp cho người nghèo. Không được đâu. Chúa không muốn như thế đâu. Chúa muốn tất cả mọi người đều phải có lòng thương xót. Và khi có lòng thương xót rồi thì tự họ, tức khắc họ sẽ biết họ phải làm gì để thực hành lòng thương xót, để tỏ lòng thương xót với những người nghèo. Mình không cần phải dụ họ, không cần phải ép họ, cũng không phải năn nỉ họ, cũng không phải xuống nước hay là nhờ vả xin xỏ họ cái gì cả. Tự họ sẽ phải làm chuyện đó. Và nếu họ không làm thì họ phải trả lẽ trước mặt Chúa. Mình phải hướng dẫn họ cho đúng cách, đúng đường, chứ không theo kiểu của thế gian được. Không theo kiểu của thế gian được. Phải làm cho họ cảm nhận được lòng thương xót. Vì những cái gì họ có, họ được hưởng là do lòng thương xót của Chúa. Và họ đã lãnh nhận nhưng không thì họ cũng phải cho nhưng không. Là họ phải thương xót anh chị em của mình, mà chia sẻ cho những người nghèo, những người đang bị bão lụt đây, những người đang bị thiên tai đây, những người đang bị hỏa hoạn đây. Họ chia sẻ cái đó chẳng có gì gọi là vinh vang hãnh diện cả, mà chỉ là người đầy tớ làm theo lệnh của ông chủ là Thiên Chúa. Phục vụ tôi trai tớ gái, phục vụ những người nghèo khổ, và xác tín rằng những gì mình làm cho những người nhỏ bé nhất là mình làm cho Chúa. Vậy thì mất đi đâu, thiệt đi đâu mà sợ, mà phải năn nỉ họ, mà phải chiêu dụ họ. Không. Không. Lòng thương xót phải được đón nhận và thể hiện lòng thương xót đó với anh em của mình. Amen. Trên đường trần đầy trông gai qua cơn mưa nhiều gian dối, mẹ là sao dẫn đường đưa con đến quê trời nơi hiền hàn đầy an vui trong yêu thương đầy tin yêu đời đời. Mẹ ơi tâm hồn con sao xuyến mỗi khi chiều rơi, con run run sợ lòng đầy hoang mang, trong bao xót xa lòng đầy buồn phiền và âu lo. Mẹ ơi bao ngày qua là con sống trong ao tù, tội lỗi vô vàn, xin mẹ thương, thương con nhiều. Mẹ là sao dẫn đường đưa lữ khách tha phương trên đường trần đầy trông gai qua cơn mưa nhiều gian dối. Mẹ là sao dẫn đường đưa con đến quê trời nơi hiền hòa đầy an vui trong yêu thương đầy tin.